Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Quý Linh xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vượt qua hơn 150 km, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lệ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà cũ tạm bợ, không một bóng người. Hỏi thăm những người dân ở đây, chúng tôi được biết hoàn cảnh bà Lệ rất khó khăn, đã bệnh tật còn neo đơn, bà sống một mình không người thân. Những lúc còn khỏe, bà mò cua, bắt ốc, hái rau để kiếm sống qua ngày. Từ lúc ngã bệnh, ngôi nhà nhỏ của bà luôn khóa cửa từ ngày này qua ngày khác. Chào chị Lê. Hôm nay khỏe không? Dạ cũng khỏe. Rồi, cái này hôm nay nhất là tôi đến khám bệnh lại cho chị. Dạ. Ha, để tôi xem tình trạng của chị như thế nào để chúng ta để bệnh viện sẽ có cái kế hoạch để lên kế hoạch phẫu thuật cho chị. Dạ. Thứ hai nữa là có anh Quyền Linh sau khi nghe thông tin thông qua cái chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh á cũng đến để thăm chị nha. Hôm nay chị thấy người sao? Thấy cũng khỏe gì chứ không. So với trước khỏe hơn đúng không? Giờ nằm đầu thấp được rồi phải không? Hôm trước là nằm đầu cao phải khó thở không mà. Hôm trước ngồi không cờ cờ hước hước. Đúng rồi. Tức là ngồi thở mới được không? Không thể nằm được nữa. Do tình trạng suy tim. Chị Lệ đó có một tình trạng hở van hai lá cực nặng luôn, rất nặng. Hở và đồng thời nó sẽ gây biến chứng hở van ba lá nặng rồi tăng áp rồi mạch phổi nặng. Rung nhĩ suy tim độ 3. Đó. Hôm trước chị Lệ nhập viện là với tình trạng là phải ngồi, đó, ho khạc, nằm không được luôn. Nằm đầu thấp là không được luôn. Thở không được bụng thì acid, bụng tức là gì, nó có dịch, giống như mấy các trường hợp mấy bệnh nhân bị sơ gan vậy. Trời đất ơi. Cái này nó gọi là một cái gan bệnh lý gan tim á. Chân thì phù lên. Thì sau nay bớt phù chưa? Điều trị nay bớt phù nhiều lắm. Bớt phù nè, nay không có phù nữa nè. Trước là phù lên. Thấy khỏe chưa? Dạ, cũng khỏe nhiều rồi. Khỏe nhiều ha. Dạ. Sau quá trình điều trị nội khoa tích cực. Dạ. Thì đây là cái thời điểm thích hợp để mình phải tìm cái giải quyết triệt để cho bệnh nhân. Cho nên là hôm nay khám bệnh cho chị ha. Dạ. Để chốt lại thời điểm mổ cho chị nha. Dạ. Bác sĩ kiểm tra xong rồi sẽ lên phương pháp phẫu thuật nha. Cái mạch cổ nó bớt nổi rồi đó nha. Hôm trước là cái tĩnh mạch cảnh nè. Dạ. Do tình trạng suy tim nó ứ máu lại nổi lên nha. Dạ. Bác sĩ chăm sóc là khỏe rồi. Bác sĩ Việt Triều là trưởng khoa phẫu thuật tim mạch. Dạ. Giỏi lắm á nha. Dạ. Gặp bác Triều là xong rồi đó, khỏe rồi đó. Bây giờ Linh sẽ làm việc với các bác sĩ. Dạ. Rồi bác sĩ xem cái tình trạng sức khỏe của cô thế nào. Dạ. Rồi hội chẩn. Dạ. Rồi sau đó sẽ phẫu thuật. Dạ. Phẫu thuật là về khỏe luôn. Dạ. Ha. Rồi. Thôi rồi chị nằm nghỉ nha. Dạ. Tôi với anh Linh sẽ cùng với các anh em sẽ bàn bạc kế hoạch cụ thể. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn bác Triều. Dạ. Bác về phòng chút xíu Linh sẽ qua gặp bác ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Linh. Rồi. Dạ. Xin phép. Coi như là hôm nay cô gặp các bác sĩ là chăm sóc tới nay là khỏe, nghe nói làm trước là mệt lắm đúng không? Dạ phải. Nay ngồi dậy được chưa? Dạ ngồi được rồi. Ngồi khỏe không? Ngồi cũng đỡ chứ không phải không? Bây giờ ngồi mệt hay là nằm mệt? Nằm cũng vậy mà ngồi cũng vậy, cũng trung bình à. Trung bình hả? Dạ. Vậy ngồi lên cho nó khỏe đi, được không? Dạ, dạ. Rồi ngồi dựa sát lên nè. Nó mình nằm hoài cũng mệt lắm á. Đó. Ngồi cho nó khỏe rồi đi ra đi vô cho
mình có gọi là năng lượng nhiều hơn nữa nha. Dạ. Hồi mới tưởng đâu đi luôn mình. Bác sĩ cứu á. Đi đâu? Đi xuống đó. Thôi trời. Bác sĩ cứu á. Bác sĩ cứu hả? Dạ. Bác sĩ là dễ thương quá hả? Dạ. Cô là quê ở đâu? Dạ ở mà trên nhà máy xi măng Tây Đô. Gần Kiên Giang luôn á đúng không? Dạ. Trời xa dữ vậy. Dạ. Rồi nhà cô có trong nhà gia đình có mấy người? Sống mình ở anh độc thân. Rồi thì hồi lúc còn khỏe thì đi bắt ốc bắt cua sống. Không có ai nuôi hết trơn á. Rồi từ cái ngày bệnh tới giờ thì không có tiền. Đi xin ở xóm thì người ta cho. Rồi nào xuống đây nằm nhờ bác sĩ cứu được sống tới ngày nay. Sao có mình ơn à? Gia đình đâu hết rồi? Chồng có vợ bé bỏ luôn. Rồi gia đình là sao? Ba mẹ đâu? Ba mẹ mới có, không còn. Đi xuống thì nằm là muốn gần 2 tháng rồi. Rồi mình phát hiện ra bệnh mình sao? Phát hiện mới bằng đầu phát hiện ra thì nó mệt, nó chóng mặt, nó ói, ăn không được, ngủ không được luôn nữa. Mệt hoài chứ ngồi hước gì không à. Nhưng mà thường ở nhà thì cô làm gì để sống? Hồi lúc còn khỏe, hồi lúc còn khỏe thì đi bắt ốc hái rau để sống à. Chứ không có mần cái gì mà nặng không. Bắt ốc hái rau là đủ mình ăn thôi chứ không lẽ là sao? Dạ. Có bán không? Dạ chưa bán. Bán ngày được nhiêu? Bán ngày được là miếng ốc bu thì ngày được 40, còn ốc đắng thì ngày có 15. À, ngày 40, 15 ngàn phải sống. Dạ. Rồi lúc bệnh viện, tới bệnh viện thì mình có nhiêu tiền? Không có tiền, xin chị em ở xóm người ta cho, người đi xuống đây tự ấm gài cũng nhờ bên từ thiện cho cơm ăn gì vậy, chứ không có tiền. Vậy trong túi không có đồng nào luôn hả? Không có đồng nào. Trời đất ơi. Thôi được rồi, bây giờ Linh tới thăm. Dạ. Biết vậy ha. Dạ. Linh qua làm việc với bác Triều đây. Dạ. Ông bác sĩ Việt Triều trưởng khoa chia sẻ xong rồi mình sẽ coi phác đồ điều trị tiền bạc cái gì đó. Rồi Linh sẽ bàn với bên đó nha. Dạ. Phẫu thuật sớm chứ không là mệt lắm, thở không nổi đó. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cô nằm nghỉ đi. Dạ. Linh qua phòng khoa phẫu thuật tim mạch đây nha. Dạ. Rồi chào cô nha. Dạ. Đừng suy nghĩ, đừng có khóc nữa nha, cười lên, cười tươi lên. À, rồi chào cô. Quyền Linh xin chào quý vị. Chúng ta vừa đến với hình ảnh bác sĩ trưởng khoa khoa phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ Lâm Việt Triều vừa đứng tôi đến thăm bệnh nhân. Thì phải nói đây là một cái ca bệnh khá nặng quý vị. Với một bệnh nhân sinh năm 1963, hở van 2 lá, hở van 3 lá. Như vậy có 4 cái van này, 2 cái van nó đã hỏng rồi. Như thế là một ca bệnh khá nặng thưa quý vị. Chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Lâm Việt Triều trưởng khoa để xem tình trạng sắp tới như thế nào. Và đây là một trong những đại diện của Ngân hàng Nam Á là chị Khôi. Chị có thể cùng chứng kiến, chúng ta có thể tìm cách nào đó để vận động thêm nhiều cái mạnh thường quân nữa để có thể giúp cái ca này, bởi vì theo Linh được biết thì ca này khá nặng. Chào bác Triều ạ. Bác có thể cho tôi biết là cái tình trạng suy tim cụ thể của bệnh nhân như thế nào? Dạ vâng. Bệnh nhân Lễ này sinh năm 63, tức là hôm nay là 56 tuổi. Dạ. Địa chỉ là ở phường Phước Thới của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì bệnh nhân này, bệnh nhân đã biết bệnh van tim nhiều năm. Tuy nhiên hoàn cảnh rất là khó khăn cho nên là bệnh nhân được điều trị không có thường xuyên, không có đến nơi đến chốn. Thì hoàn cảnh gia đình này, bệnh nhân này cũng rất là đặc biệt, rất là nghèo. Cả hai vợ chồng đều đi là làm mướn, có hai đứa con cũng đều làm mướn. Thì bệnh nhân nhập viện với một cái tình trạng rất nặng. Bệnh nhân này thể trạng cao 1m4, nặng 3-4kg và nhập viện trong một tình trạng suy tim phù với cấp, tức là ho khạc bọt hồng đó. Và trong một cái bệnh cảnh là phù toàn thân đó. Bán bụng, có dịch ổ bụng và có luôn cả suy tim tĩnh mạch cổ nổi. Và trên kết quả các cái chẩn đoán cần lâm sàng của chúng ta thực hiện đó, thì ghi nhận chúng ta thấy là một cái tình trạng hở van 2 lá, hở 4/4, hở tối đa. Và từ và nó biến chứng từ van, từ cái van 2 lá nó hở đó, nó biến chứng luôn là nó gây ra từ hở van 3 lá thứ phát. Và cái van 3 lá này hở cũng rất là nặng đó. Áp lực trong phổi đo trên siêu âm được tới 80, tức là gần như là
xem với áp lực của động mạch chủ. À, và bệnh nhân này bị một cái biến chứng về nhịp hơn là bị rung nhĩ nữa, nên là tim nó không còn nhịp xoang nữa do cái hậu quả của tình trạng hở hai lá lâu kéo dài. Và về xếp độ về suy tim thì là bệnh nhân là suy tim độ 3 gần như bắt đầu chớm bước sang độ 4 à, theo cái phân độ của NIHA, tức là cái Hiệp hội Tim mạch của Mỹ. Thì là nặng lắm rồi. Rất nặng. Dạ. Thì bệnh nhân này từ lúc nhập viện cho đến bây giờ là bệnh nhân này được điều trị nội khoa tích cực. Và chúng tôi cố gắng điều trị nội khoa tích cực để giảm bớt tình trạng suy tim cho bệnh nhân. Và làm tất cả các xét nghiệm để tầm soát, để chẩn đoán bệnh lý về tim mạch, cũng như chẩn đoán các bệnh lý kèm theo. Và sau khi chúng tôi điều trị khoảng 2 tuần lễ thì tình trạng bệnh nhân tương đối là nó khá hơn, tức là tình trạng suy tim tương đối nó ổn định hơn. Và như vậy thì thời điểm này là thời điểm chúng ta phải phẫu thuật. Thì bệnh nhân này đã có chỉ định phẫu thuật tuyệt đối, và chúng tôi dự kiến là ngày mai chúng tôi sẽ mổ. Với phương pháp mổ là với cái van hai lá đó thì sửa, hoặc là chúng ta sẽ thay cái van. Trong trường hợp chúng ta không sửa được cái van, van ba lá phải sửa, và đồng thời sẽ làm một phẫu thuật nữa, đó là phẫu thuật Cosmay, để chúng ta sẽ dùng các cái đồ đốt phát năng lượng cao RFA để chúng ta đốt điều trị rung nhĩ, để tức là mục đích của là chúng ta sẽ vừa giải quyết vấn đề về hai cái tổn thương của hai cái van tim, đồng thời thì chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm luôn cả cái tình trạng về cái rối loạn nhịp của bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta có thể là sẽ thay van tim. Dạ. Cái quyết định chính xác sửa hay là thay thì nó dựa vào cái siêu âm. Kết quả siêu âm, và đồng nhiên quan trọng nhất là chúng ta phải dựa vào cái tổn thương van khi chúng ta mở ra, tức là khi mổ. Bác sĩ, thưa van tim thì hiện nay có bao nhiêu loại van tim thưa bác sĩ? Đối với van tim trên thế giới hiện tại phổ biến là hai loại. Một loại nó gọi là van cơ học, và loại thứ hai là gọi là van sinh học. Đó. Thì tùy cái đối tượng bệnh nhân, tùy cái độ tuổi, tùy theo giới tính vân vân. Và thì luôn cả cái hoàn cảnh về yếu tố về địa lý, và luôn cả cái nguyện vọng của bệnh nhân nữa, mà chúng ta sẽ lựa chọn các loại van khác nhau. Tình hình sức khỏe thì em thấy cũng hơi kém, như vậy thì cái tỷ lệ mà mình mổ thì như thế nào bác sĩ? Cái tỷ lệ mà phục hồi sớm đó. Cái trường hợp của bệnh nhân lệ này, nếu chúng ta không mổ, tức là nếu chúng ta không tìm cách chúng ta can thiệp trên hai cái van tim đó, thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ chết. Còn nếu mà chúng ta giải quyết đó, thì đây là một ca mổ nặng. Tính theo các cái thang điểm mà để chúng ta dự đoán đó, thì với thang điểm dự đoán mà như hôm vừa rồi chúng tôi tính toán lại với nhau đó, với thang điểm SDS score, tức là thang điểm của Hội Phẫu thuật Tim mạch Châu Âu, thì bệnh nhân này cái yếu tố nguy cơ khoảng 7%. Tất nhiên cái đó là dựa trên các thông số tính toán. Rất còn nhiều cơ hội. Vấn đề là do sức khỏe bệnh nhân có đủ để trải qua cuộc phẫu thuật hay không. Chắc có lẽ trước khi phẫu thuật có bác sĩ sẽ hội chẩn và sẽ kiểm tra tất cả cái sức khỏe của bệnh nhân thì mới phẫu thuật được. Đây bệnh nhân cũng khá lớn tuổi, với tình trạng suy tim quá lâu như thế, áp lực của động mạch phổi cũng quá nặng như thế, gần như là 80 rồi. Gần đến cơ số 100 như vậy là gần như bằng áp lực động mạch chủ rồi. So với động mạch chủ thì áp lực nó gần bằng, như thế thì cái khả năng phẫu thuật nó rất là nguy hiểm luôn. Nhưng Linh nghĩ rằng với cái tình cảm của bác sĩ và những cái hội chẩn đầy đủ, những cái người mà rất là giỏi ở bệnh viện, Linh nghĩ rằng cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Mình tin là như thế. Như vậy là ta đã biết được cái hậu quả của bệnh suy tim bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ ngày hôm nay. Có lẽ đây là bệnh rất là nặng thưa quý vị, cần rất nhiều kinh phí để có thể hỗ trợ điều trị. Một lần nữa thì cảm ơn trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ, bác sĩ Triều rất là nhiều. Và hy vọng rằng chị Khôi, đại diện Ngân hàng Nam Á cùng với chúng ta, như các mạnh thường quân, chúng ta cùng nhau để có thể góp sức một phần một chút để có thể đem lại cái giá trị điều trị cho nó tốt. Và mong rằng ca phẫu thuật sẽ đến sớm với những cái hội chẩn mà đầy đủ sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị Linh. Cảm ơn. Câu chuyện ngày hôm nay như thế nào thưa quý vị, chúng tôi cũng chưa biết nữa. Có thể chúng tôi đang chờ đợi kinh phí để tiến hành ca phẫu thuật dành cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ. Vô đây Khôi. Dạ.
Rồi, chào cô nha. Dạ. Ai. Dạ, cô chào cô. Chị Khôi, dạ. Một trong mạnh thường quân của chương trình sẽ hỗ trợ thêm phần kinh phí cho cô mổ đó. Dạ. Ha. Dạ. Cô khỏe không cô? Cô thấy mệt mà chứ không được dạ. Khỏe không? Dạ. Tới chừng khỏe thì mình chừng chút cái bắt đầu cái làm như nó hảo nó mệt rồi mình nó đau chỗ này dữ lắm đau luôn. Dạ. Có lắm lúc khỏe không được không chị? Tối có ngủ không được không? Ngủ được. Dạ. Cô ăn được không? Ăn được nhưng mà có một cái đau chỗ này quặn quặn như đó. Còn ngồi nước thì tình hình của cô thì mình đã biết rồi. Bác sĩ Hải Việt Kiều đó chia sẻ rồi, bây giờ vấn đề chỗ đó nè. Tại vì cái căn bệnh này á, phẫu thuật cần kinh phí cũng khá cao ha. Và cần phải mua rất nhiều cái dụng cụ để chúng ta có thể phẫu thuật cho nó tốt. Bây giờ chỉ chờ đợi sức khỏe của cô thôi. Bởi vì một vài ngày nữa sức khỏe cô tốt lên á, vì cần phẫu thuật này khá lâu. Thôi thì từ 10 tiếng trở lên để có thể một là thay van tim, hai hở hai lá ba lá, hay là mình sẽ gọi là sửa cái van tim đó. Nhưng mà tính như thế thì chờ sức khỏe của cô ổn định. Hiện nay huyết áp của cô cũng chưa được tốt á. Dạ phải. Nha. Nên ngồi mình nghỉ ngơi, mình ăn uống nhiều vô. Vấn đề còn lại là các bác sĩ đang tìm đủ mọi cách để có thể có một cái phẫu thuật thành công đó cô. Bây giờ hôm nay chị Khôi bên Nam Hàng, ngân hàng Nam Á có một món quà tặng cho cô nè. Dạ. Con gửi cô món quà ha. Mong rất mong cô mau bình phục. Rồi về nhà nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe cô ha. Dạ. Vậy là thấy vui chưa? Dạ. Giờ cô không có đồng nào túi thôi. Này là 10 triệu. Ha. Rồi. Quỹ tiếp sức hồi sinh có 10 triệu nữa. Chúng ta sẽ đi đóng tiền cho cô. Thì các bác sĩ sẽ lên một cái ca phẫu thuật. Nhiều tiền thì chưa biết, nhưng khá cao đó. Nha, về bắt ốc, bán ốc rồi đóng tiền được không? Không đủ. Không đủ nữa. Nói chứ thế này nè cô à. Chương trình cùng với các bác sĩ sẽ tính toán cái điều đó. Cái tiền này mình sẽ đóng vô để mình mua một số cái dụng cụ trước. Thuốc men này kia trước. Rồi các bác sĩ cùng với chương trình sẽ kêu gọi thêm các mạnh thường quân. Làm sao đủ tiền mới mổ được. Không có tiền các bác sĩ cũng đâu có tiền đâu mà mổ. Thôi cố gắng là ca phẫu thuật càng sớm càng tốt cô nha. Chúc cô mau khỏe. Về kiếm nghề này nhẹ nhàng, đừng có lội xong lội xuống nữa, nó khổ nữa. Nha. Rồi. Rồi cảm ơn. Chúc cô chú nha. Rồi cô khỏe nha cô nha. Khỏe nha. Rồi chào cô nha. Xin phép cô. Rồi xin chào. Như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, đó là chị Nguyễn Thị Lệ. Thưa quý vị, bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ Việt Triều cũng như các bác sĩ ở khoa cũng đã bàn với chúng tôi rồi. Cố gắng làm sao để kết nối nhiều cái mạnh thường quân nữa, cố gắng làm sao có thể ca phẫu thuật sớm càng tốt quý vị nhé. Câu chuyện ngày hôm nay tạm khép lại, hy vọng rằng sẽ thật nhiều điều may mắn đến với nhân vật của chúng tôi, đó là Nguyễn Thị Lệ. Còn bây giờ tiếp sức hồi sinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh, đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh, cho ước mơ thêm rạng ngời. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh xin kính chào quý vị. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh.